Kính thưa quý vị, Kanye West tiết lộ đang nợ 53 triệu Mỹ Kim, tính từ Los Angeles, California. Ca sĩ nhạc rap Kanye West đã thừa nhận tình cảnh nợ nần của mình và kêu gọi ông chủ Facebook Mark Zuckerberg đầu tư 1 tỷ Mỹ Kim cho những ý tưởng sáng tạo của anh. West yêu cầu những người theo anh trên Twitter hãy thúc giục Zuckerberg hỗ trợ cho anh. West cũng yêu cầu Tổng giám đốc Alphabet Inc. Larry Page hãy giúp anh vượt qua những khó khăn tài chính. West, người khẳng định anh vẫn còn đang nợ 53 triệu Mỹ Kim, nói rằng mọi người không đưa tiền cho một nghệ sĩ chân thật như anh mà lại để tiền này mở những ngôi trường ở Phi Châu. Sau khi tiết lộ cảnh nợ nần, chồng của ngôi sao thực tế Kim Kardashian kêu gọi 18 triệu người theo dõi trên Twitter vào nghe album mới của anh đăng trên trang web riêng và trên dịch vụ âm nhạc trực tuyến Tidal. Kanye West vừa phát hành album mang tên The Life of Pablo. Cách đây một năm, Kanye West từng tiết lộ anh đang nợ 16 triệu Mỹ Kim khi đầu tư vào lĩnh vực thiết kế và ra mắt các bộ sưu tập thời trang của riêng anh mang tên Yeezy. Bên cạnh âm nhạc, chồng của Kardashian có niềm đam mê lớn với thời trang và Kanye cũng vừa có một chương trình biểu diễn ấn tượng với bộ sưu tập mới tại tuần lễ thời trang New York.